Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế nhựa da trong bên mình cho các bạn xem nhé. Đây là mẫu ghế chân đen các bạn ạ. Có thể dùng trong make up này, quầy bar này, trang điểm cá nhân này, trang điểm chuyên nghiệp này, chụp hình này, livestream này. Ghế này thì phù hợp những người dưới 60 cân nhé. Như mình 80 cân này, ngồi ghế này, tựa lưng nó hơi dẻo nên cảm giác mình sẽ không thoải mái mấy nhưng mà ngồi cũng vẫn ok nhé. Nên tùy vào nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể chọn mua mẫu này nhé. Ghế thì ở đây mình quay tặng cho các bạn bốn màu nhé, có thể xoay được 360 độ và nâng lên hạ xuống từ 57 đến 87 cm nhé mọi người nhé. Đấy, ghế này thì đến gần đây mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem. Đệm của nó là đệm da màu trắng nhá, tựa là tựa trong suốt nhé mọi người nhá, kiểu dáng rất là hiện đại và đẹp nhá. Cái tựa của nó là nhựa dẻo trong suốt mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ quay gần luôn cho bạn mẫu này để mô tả chi tiết hơn nhá. Nhựa của nó này đệm cũng rất chi là êm nhá, nhựa dẻo nó như thế này này, các bạn ngửa mạnh nó sẽ có hơi dẻo dẻo, cái độ dẻo nó sẽ như thế này nhá. Đấy mọi người ạ. Chân của nó này là chân kim loại sơn tĩnh điện màu đen, hàng nhập khẩu rất chi là bóng và đẹp nhá. Mình quay như thế nào thì các bạn sẽ nhận hàng y như vậy thôi. Ngoài những màu mình đang quay thì mình đăng màu nào thì đều sẵn màu đấy đấy. Thì tùy vào nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể chọn màu sắc cho hợp lý nhá. Mình cảm ơn các bạn. Mình chào các bạn.